Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2022. Đây. Lũ bão thì chưa đến mà đã ngập cái này rồi các bạn ạ. Vừa nãy còn ngập hơn nữa, bây giờ bắt đầu lội cỏ lên rồi. Vừa nãy ngập trên cỏ nhá, cỏ bẩn nhem đục đất nhỉ. Ở nhà chỗ Bắc Giàn Táo. Sợ tí nữa chiều gió bão nó vào đến thì nó mình lên mình phải đi líu lại đi bắt ra. Đây. Tìm cái dài hơn. Bão lũ ngập rất là thảm hại. Táo này của bạn nào rồi? Táo của mình thì mới đang bắt đầu ra hoa đâu. Thế là lũ ngập này lại thối mất dễ đâu. Chán. Thôi cứ làm mua được là thì được. Năm nay từ lúc cây táo ra mầm còn nhỏ đến lúc bây giờ đã ngập lũ đến 2-3 lần. Đây là lần thứ 3 rồi. Đây lần thứ 3 rồi. Ngập rất ác. Lần thứ 4 ấy. Mấy lần ngập nhỏ thì coi như ứng tính. Vườn táo của em rất là cũng khá rộng. Sang mãi bên kia, quay mãi bên này. Ấy thế mà nó cứ mưa ngập thế này thì làm ăn gì? Sao lại buộc cây, sao lại co vào rồi? Đẩy ra là được chứ sao? Đẩy đi. Bên này đang buộc đâu? Đang bọc cái chiều kia kìa. Chiều nào? Sao lại buộc ngắn thế? Sao cây thì rõ ràng dài mà sao lại thót hai đầu thế không nhìn à? Không. Cởi ra đẩy nó hết về bên này. Cởi ra làm gì? Buộc thế thì chống gác được bao nhiêu cành táo? Ui, gác bên này nữa thì là được chứ sao? Trời ơi. Không nhìn. Làm ăn khó khăn quá các bạn. Các bác xem kênh thì ủng hộ cho em kênh nhé. Để em có nguồn thu nhập ở YouTube chứ còn YouTube chứ còn để làm cái này thì khó lắm. Ôi, chào các bác nhé. Em quay tí rồi em làm đây không tí mưa gió bão bùng đến thì nó còn ngập hơn nữa. Lúc cái gì chắc sợ đang mưa thì em không đi quay được. Tại mưa em nó ngớt em cũng không có đường vào đây. Bởi vì là nó ngập hết các đường vào vườn em. Ôi, chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đăng ký ủng hộ kênh em để em có động lực làm vườn hơn nhé. Cùng nhau trao đổi kỹ thuật. Xem cái vườn ngập nước của em sau này nó hoa quả nó có thành không.